này lặng thầm cơn gió ùa vào làn tóc mây, nỗi buồn vẫn thế không còn hiện lên chút dư âm nào, để giờ đây giấc mơ đã chìm sâu. Thật lòng không muốn phải cách xa người ơi, thật lòng không muốn ân tình ta vỡ đôi. Đã từ lâu lắm ta vẫn luôn mong người sẽ quay về, chờ hoài mà chẳng thấy đâu. Dường như muốn nhận lại, dường như chưa thể quên. Đã có lúc tim ta hoang mang lo sợ vì thiếu em. Dù là trong dĩ vãng, dù là trong men say, trong màn đêm thương xót chúng ta hao gầy. Tình yêu sẽ nguội lành, người ơi ta sẽ thôi, sẽ chấm dứt đam mê không bao giờ thuộc về với ta. Nụ cười lại hé sáng, cuộc đời lại thênh thang, ta lại thấy bâng khuâng trong trái tim mình. Mai. Anh Hùng. Anh Hùng. Đi mau. Anh Hùng. Anh Hùng. Sao hồi nãy anh không cho em gặp Mai? Bây giờ em đã là một ngôi sao, em cần phải biết giữ mình và phải biết cư xử giống như một ngôi sao. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, vinh quang còn đang chờ em ở phía trước. À, có chuyện này anh định nói với em sao? Nhưng sẵn đây anh nói luôn. Gì vậy anh? Đây là hợp đồng bổ sung về những gì liên quan đến việc quản lý ca sĩ độc quyền. Em đọc đi. Không có bạn gái, không có bạn trai, không bia rượu, không hút thuốc lá, không liên lạc với gia đình một tuần quá một lần, không được làm bất cứ việc gì khi mà chưa thỏa thuận với quản lý. Như vậy là sao anh? Em nghĩ không cần khắt khe vậy đâu. Em bình tĩnh, đừng vội khó chịu. Nghe anh nói nè, anh đã từng đào tạo rất nhiều ca sĩ thành công và cũng đã từng để cho họ tự do với cuộc sống riêng tư của mình. Cuối cùng thì chẳng ai sống được trong vinh quang của họ quá lâu. Tất cả cũng chỉ vì cái gọi là cuộc sống riêng tư. Anh làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho em. Người mà anh quan tâm nhất từ trước đến nay. Em hiểu anh không? Em hiểu. Tất cả điều đó vì anh muốn tốt cho em đúng không? Thôi được rồi, em đồng ý. Vậy em hãy ký tên đi. Như vậy có phải tốt không? Đúng là em không bao giờ làm cho anh thất vọng.
Thông tin về ca sĩ mới của công ty MF tới đâu rồi? Mọi người cho tôi biết đi chứ. Dạ, thưa chị, là Thái Linh, hoàng tử bí ẩn, là ca sĩ mới của MF. Ai mà không biết nó là lính mới của Thái Quy? Cái mà tôi muốn hỏi là tại sao trong một thời gian ngắn mà ông ta đạt được những thành quả như vậy mà không một ai cho tôi biết về chuyện này cả? Dạ, Thái Quy em rất kỹ chuyện này. Tất cả chỉ mới được hé lộ trong show diễn đầu tiên của Thái Linh. Tôi muốn biết tất cả về nhân vật này. Hãy chuẩn bị tốt hơn cho những show diễn sắp tới của Hoàng Minh. Chị lo lắng đây sẽ là đối thủ của Hoàng Minh. Với Thái Quy thì cẩn trọng điều đó không thừa. Em nghĩ Hoàng Minh đã là một ca sĩ, đã là ca sĩ nổi tiếng. Nếu Thái Linh có muốn bắt kịp, cho dù Hoàng Minh có ngồi một chỗ, thì Thái Linh cũng phải cần có một thời gian rất dài. Biết đâu đó là trò đùa của Thái Quy. Chúng ta cần phải cho Hoàng Minh xuất hiện thiệt nhiều trên các phương tiện truyền thông, làm cho Hoàng Minh luôn mới và hé lộ những thông tin xung quanh cậu ta. Như vậy chắc chắn Thái Linh sẽ không theo kịp. Vậy tại sao không bắt tay vào làm đi? Dạ. Dạ, 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 dạ. Mình sắp có đối thủ rồi đó. Mình cần phải được xuất hiện nhiều hơn trước khán giả, phải trả lời phỏng vấn nhiều hơn nữa. Sắp tới sẽ vất vả đó. Khanh cứ sắp xếp mọi việc đi. Mình tin ở Khanh. Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúng ta đã có một đêm diễn thành công ngoài mong đợi. Tất cả đều là do công sức của anh bấy lâu nay đó anh Quy à. Đừng nói vậy. Công đầu thuộc về Thái Linh. Kế đến đó là sự điều hành, tổ chức rất là táo bạo của cậu. Thời khắc quan trọng bây giờ bắt đầu. Tất cả những gì đã qua chỉ là mở màn thôi. Ngày tháng vinh quang của chúng ta vẫn đang còn ở phía trước kia kìa. Và việc đầu tiên cần phải làm đó là vượt qua Hoàng Minh và đánh bại Khanh Lolita. Sắp tới Thái Linh sẽ tham gia nhiều show diễn lớn. Càng có Hoàng Minh tham gia nhiều càng tốt. Tôi muốn cho họ thấy ai mới là ngôi sao thật sự hiện giờ. Tuấn à, tôi cần tập trung một lượng fan lớn hơn nữa cho những đêm diễn sắp tới của Thái Linh. Tôi thích thấy fan club của Hoàng Minh bất lực ngay cả khi xem thần tượng của họ biểu diễn. Nếu cần, mình sẽ hỗ trợ tiền vé cho fan. Anh Thái Quy à, được như vậy thì thuận lợi cho em quá. Họ sẽ thấy ngủ ở nhà còn vui hơn đi cổ vũ cho Hoàng Minh. Đúng là như vậy. Yeah. Thank you.
Tránh ra. Đi. Đi qua kia. Đi. Dạ mời ông chủ. Dạ mời ông chủ. Dạ. Chúng ta lại luôn gặp nhau. Vậy sao? Tôi không bao giờ mong chờ điều này. Tôi thấy dạo này cô ốm hơn trước. Chắc là suy nghĩ nhiều lắm hả? Đây là hoàng tử bí ẩn đó sao? Hỏi sao các fan nữ không mê mệt hoàng tử? Đây không chỉ là hoàng tử bí ẩn, mà còn là người... sẽ đưa những kẻ chỉ biết giở trò sau lưng người khác và những tên phản thầy phụ nghĩa trở về đúng với vị trí của những kẻ tầm thường.